mình suốt đời vì nhân dân đấu tranh. Người xót xa đời đau thương, dân nghèo không áo cơm, cờ đó sao vàng cách mạng tháng tám thắng lợi, bàn tay người lái con thuyền kháng chiến. Dù trường kỳ dù gian khổ nhất định thành công. Hồ Chí Minh người nêu gương trọn đời hy sinh cho nhân dân, cho thế giới hòa bình. Toàn dân lâu như núi sông, như mưa rơi trên đồng khô, như ánh nắng ngày mùa, như ánh nắng soi ngày mùa. Tay người lái con thuyền kháng chiến.